Xin chào mọi người, mình là Trần Trung Hiếu, hiện tại đang là CEO của TopCV Việt Nam. TopCV Việt Nam là một trong những đơn vị hàng đầu ở Việt Nam trong việc cung cấp các nền tảng về tuyển dụng nhân sự, giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự một cách hiệu quả. Và trong quá trình vận hành doanh nghiệp thì có rất là nhiều những cái vấn đề, những cái thay đổi về mặt quy trình vận hành cũng như là phát triển tổ chức nhân sự từ những quy mô rất nhỏ 5, 10 người, 100 đến 200 người. Trong cái quá trình mà phát triển đội ngũ và xây dựng bộ máy thì mình thấy là nó có rất là nhiều cái khó khăn, đến từ cái việc là mình thiết lập đội ngũ như nào, xây dựng phòng ban như nào, rồi có những cái việc làm sao để có cho các bạn nhân sự có cái cơ hội để các bạn tương tác, các bạn học hỏi, thì nó cần có một cái hệ thống, một cái framework, một cách làm để đạt được cái hiệu quả. Thì khi mà quy mô nhỏ thì mọi thứ nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà bắt đầu có nhiều phòng ban, bắt đầu phải có sự tương tác giữa các phòng ban với nhau, phải có những cái KPI, phải có những cái kế hoạch công việc, thì lúc đấy nó sẽ phát sinh rất nhiều những cái tình huống và liên tục mình phải giải quyết. Và trong cái quá trình phát triển TopCV từ giai đoạn chỉ có 3 năm nhân sự, 10, 30, 50, 100, thậm chí là gần 200, thì cái câu chuyện là mình phải thay đổi liên tục. Và đấy là một cái thử thách, một cái cực kỳ gọi là khó khăn với bất kỳ một người làm quản trị nhân sự. Có những thời điểm mình set up toàn bộ cái hệ thống quy mô nhân sự, cách làm rất là bài bản, rất là hiệu quả. Thế nhưng mà cứ khi mà thêm khoảng 5 người nữa, 10 người nữa, hoặc là mình điều chỉnh một chút về sản phẩm, điều chỉnh một chút về marketing, thì tất cả những cái khác nó cũng sẽ bị xoay chuyển, cũng phải điều chỉnh theo. Và cái khó khăn nó sẽ đến và mình sẽ phải giải quyết những cái khó khăn đó. Câu chuyện là khi mà có một cái quy trình tốt này, có một bộ máy này, có những con người phù hợp và vận hành trong một cái quy trình đó, thì chúng ta sẽ ra được kết quả tốt. Thế tuy nhiên thì cái câu chuyện là doanh nghiệp nào cũng sẽ phải đối mặt với bài toán là tuyển dụng, giữ chân, phát triển nhân tài. Tuyển dụng là một câu chuyện rất là đau đầu và các doanh nghiệp tốn rất nhiều chi phí để tuyển dụng được những nhân sự chất lượng. Tuy nhiên khi họ vào làm rồi thì phải cho họ một cái guồng quay, cho họ một cái quy trình để họ làm việc một cách hiệu quả nhất. Và chắc chắn là với những nhân sự, đặc biệt là những nhân sự giỏi, họ sẽ có những cái mong muốn được phát triển bản thân, thì chúng ta phải có những cái giá trị đề xuất dành cho nhân sự, ví dụ như là về việc xây dựng giá trị học hỏi, việc xây dựng giá trị phát triển bản thân, việc xây dựng giá trị để làm việc đội nhóm hoặc là làm việc đạt được hiệu suất cao. Thì tất cả những cái chuỗi giá trị đó thì chúng ta phải có những cái mô hình để áp dụng, để thử nghiệm, và sau đó là mục tiêu cuối cùng là gì, là chính những bạn nhân sự trong công ty có khả năng phát triển được dựa trên những cái giá trị đề xuất mà công ty xây dựng. Và đấy là cái cách tốt nhất để chúng ta không phải là chỉ là phát huy năng lực của nhân sự mà chúng ta còn giữ được chân nhân sự, vì chúng ta trao cho họ những cái giá trị đủ tốt. Thì trong thời đại 4.0 thì mọi thứ nó đều thay đổi rất là nhanh, doanh nghiệp phải vận hành theo một cái guồng quay nó lớn hơn so với những cái thời gian vài năm trước rất là nhiều. Thì đòi hỏi là tất cả các bạn nhân sự đều phải có những cái sự chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng và thay đổi. Và đặc biệt là với các vị trí quan trọng như là quản trị nhân sự cho một doanh nghiệp, thì những vị trí này thì cũng hơn ai hết là cần có sự thay đổi. Và mình cho rằng là cái sự thay đổi đấy nó đang diễn ra theo một chiều hướng nó rất là khác ngày xưa. Ngày xưa thì chúng ta sẽ tập trung xây dựng vào cơ cấu tổ chức, xây dựng bộ máy, tham bảng lương và ít tham gia vào các hoạt động liên quan đến kinh doanh, bán hàng. Tuy nhiên thì với các vị trí quản trị nhân sự bây giờ, mọi người sẽ cần nhiều hơn cái vai trò, thể hiện cái vai trò của mình nhiều hơn trong cái việc là tham vấn về mặt chính sách, về kinh doanh, về bán hàng, về marketing. Chúng ta không thể xây dựng được một bộ máy đủ mạnh nếu chúng ta không hiểu là công ty đang bán sản phẩm gì. Chúng ta cũng không biết được là marketing, sale đang hoạt động như nào, đang tìm kiếm khách hàng như thế nào, để có thể là chúng ta thu hút được những nhân sự về làm trong công ty. Và khi mà chúng ta có đủ những cái view như thế thì chúng ta mới xây dựng được một cái bộ máy nó vững mạnh và nó sát với thực tế nhất. Với mình thì mình cho rằng là chúng ta phải thay đổi liên tục, học hỏi liên tục, cập nhật liên tục. Cập nhật thì từ nhiều kênh, nhiều nguồn, nhưng với mình có lẽ là sách là một cái nguồn mà giúp mình tiếp cận thông tin nhanh nhất, chính xác nhất. Với bộ sách quản trị nhân sự của giáo sư Dave Ulrich được trường doanh nhân HBR mang về Việt Nam, thì tôi cho rằng đây là một bộ sách cực kỳ giá trị và giúp cho mình có cơ hội để mình tiếp cận nhiều những cái tri thức quản trị nhân sự hiện đại từ thế giới, và từ đó áp dụng được với chính mô hình doanh nghiệp của mình. Và rõ ràng là nếu mà với một bộ sách như thế này thì mình cho rằng là với một người làm quản trị nhân sự hiện đại, với một người làm CEO để muốn điều hành một doanh nghiệp hiệu quả và tốt hơn, thì chắc chắn là nên đọc những cuốn sách trong cái bộ sách này để có thể là mình update được, cập nhật được những cái tri thức mới nhất
cũng như là mình hiểu rõ hơn, à là trước đó tôi đã làm rồi nhưng mà nguyên lý nó như thế nào, làm sao để tôi làm tốt hơn. Thì trong cuốn sách nó đều có những cái giải mã cho những cái vấn đề mà chúng ta chắc chắn là đều phải gặp phải trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Và mình tin thì đây là một bộ sách rất đáng để các CEO bỏ thời gian ra tìm hiểu và đọc, và sẽ nhận được nhiều giá trị và giúp cho doanh nghiệp của mình phát triển hơn. Mình cho rằng là nếu mà chúng ta áp dụng đủ tốt một cách linh hoạt thì đó chính là những cái lợi thế cạnh tranh rất rõ ràng của doanh nghiệp trong tương lai.